Em tiếp tục làm clip này gửi đến các bác xem nào. 4 mã đồng hồ. Con này là WDW này. Con này Rolex này. Con này Sonic này. Sonat này, gọi là Sonat đi. Và cuối cùng đây là con Gucci. Con Gucci thì để vào từng hãng một mã một thì trước khi vào thì nhờ các bác cũng ghé qua cái kênh Tuấn Âm Thanh Bãi, em mới tạo cái kênh này đấy. Cũng nhờ các bác đăng ký theo dõi giúp em, bởi vì là cái kênh Tuấn Âm Thanh Phú Thọ và Tuấn Thảo Âm Thanh Phú Thọ do test nhạc nhiều quá cho các bác nên nó vi phạm bản quyền. Nên là cũng bị khóa. Do vậy nhờ các bác qua cái kênh này đăng ký thêm giúp em Tuấn, bởi vì sao? Họ khóa, họ đã mở lần hai rồi. Nên lần thứ ba là họ xóa vĩnh viễn chứ không có chuyện nhắc nhở nữa. Nên là vì vậy là cũng chỉ sợ vô tình một ngày nào đó là họ xóa vĩnh viễn, thì nhờ các bác qua kênh Tuấn Âm Thanh Bãi này. Em sẽ test loa và nhạc âm thanh đa số bên này. Bởi vì test sang bên kia sợ vi phạm bản quyền tiếp ạ. Em chào các bác. Còn sau đây mời các bác đến với lại hãng đồng hồ DVK. Thương hiệu này, con này à, bác nhìn nhá, cửa sổ lịch của em nó nằm ở điểm 6 giờ. Cửa sổ lịch nằm điểm 6 giờ. Dòng này hàng chính hãng. Các bác nhìn kỹ và cho bác check hãng thoải mái nhé. Hàng chính hãng. Còn cả vỏ hộp luôn. Khác gì hàng sách tay. Nó chả kém gì hàng sách tay đâu bác ạ. Nhưng nếu mà hàng sách tay thì nó còn đắt hơn nhiều. Đắt hơn nhiều. Con này con DVK. Bác nhìn nhé. Các bác cứ tham khảo giá thoải mái đi. Vì con này gọi là mới cũng được. Hầu như được chưa đeo mà. Chưa đeo một chút này. Đấy. Chưa đeo một chút nào. Đây về kép kim xanh này. Kim xanh. Lịch 4 giờ nhìn rất là sang trọng. Lịch sự. Cái này thì hợp cho các bác nào văn phòng hoặc công chức, hoặc là mà tóm lại là nhìn nó lịch sự thanh niên. Lịch sự. Đấy. Tất cả còn zin hết. Đây. Quay cho bác này. Đáy này. Đáy thép trắng này. Xung quanh là mạ vàng đồng. Mà mặt trên đấy đây. Viền vàng đồng hết. Sang trọng thanh lịch. Con này size cho các bác tay này. Đây tay vừa phải đeo rất là đẹp. Nhìn nó lịch sự. Dây da còn xịn nguyên. Còn nguyên luôn ạ. Dây da còn nguyên. Dây da còn dùng được. Đấy. Về cái size của con này này. Size con này là size 38. Size 38 ạ. Size 38. Được chưa? Các tay vừa đeo đẹp. Con này xếp số thứ tự, em xếp cho các bác số thứ tự của em này là con số 119, giá 2,2 triệu. Các bác cứ tham khảo thoải mái ạ. Bây giờ các bác ra những cái quán bình thường ở ngoài 2,2 triệu làm sao được những con hàng xách tay đẹp như này, như xách tay ở nước ngoài về được. Không có đâu, không có đâu, được chưa? Đấy, các bác cứ tham khảo giá thoải mái. Em báo giá cho bác tham khảo mà, chứ không phải báo giá để bỏ đấy. Em bán hàng em muốn báo giá cho bác tham khảo. Chứ bán hàng cứ úp úp giá là không sướng. Kể cả em bây giờ em đi mua hàng đâu cũng thế thôi. Cứ xong là IB nhá, IB này là em không có IBB gì đâu. Em lượn luôn, em đi kênh khác, chỗ khác. Chứ bây giờ bán hàng em muốn rõ ràng giá, em thấy hợp túi tiền em múc luôn. Chứ bây giờ lại đi hỏi xong đợi mãi chảy mất việc. Được chưa? Sang tiếp theo con thứ hai đó là con Rolex. Con Rolex này là Rolex cơ. Cửa sổ lịch nằm ở điểm 3 giờ. Cửa sổ lịch nằm điểm 3 giờ. Màu này là gọi là màu gì cho bác nhỉ? Mặt này đỏ gì, đỏ đô à? Đỏ đô. Rất là sang nhé, chứ không phải đỏ lè lẹt. Đỏ đô, Rolex. Rolex được chưa? Đấy, màu đỏ đô. Điểm đây, lịch tháng thì ở chỗ điểm 3 giờ, còn lịch tuần điểm 12 giờ. Bác nhìn chưa? Con này có cả lịch tuần điểm 12 giờ luôn ạ. Dạ quang nhé, con này dạ quang. Có dạ quang. Đấy. Dạ quang rất là đẹp luôn. Em xem nó có dạ quang không đã. Xem có dạ quang không đã để mới báo các bác được, xem có phải dạ quang. Con này không có dạ quang, con này màu vàng hết được phải. Đấy, dây da đây. Em kiểm tra dây da luôn cho bác nhé. Con này dây da còn dùng tốt. Ok chưa? Có một số con hàng người ta trưng bày ấy, dây da, riêng dây da mà đã không động đến nó như kiểu đây, dây da còn dùng tốt ạ. Nó như kiểu lốp ô tô xe máy ấy. Riêng xe ô tô mà cứ để lốp mà không dùng tự nó hỏng, cao su nó tự lão hóa. Bác nhìn đẹp chưa? Quá đẹp luôn.
Em Rolex cơ. Rolex cơ nhé. Em này số thứ tự là 120, giá 2 triệu 3. Em đo size cho bác này, size chiều ngang này, size chiều ngang 35 nhé, size chiều dọc này 40, thấy chưa, ngang 35 dọc 40, số thứ tự là 120 cơ nhé, giá 2 triệu 3, 2 triệu 3, Rolex đỏ Bordeaux nhé, da màu nâu đấy, cơ. Tiếp theo sang với con này, tiếp tục con cơ, chữ số học trò, con Sonat, em cứ gọi là Sonat thôi. Dòng này đều từ nước ngoài về đấy. Con này dây da cũng ok này. Sonat này. Em mở hẳn dây da cho bác. Dây da ok nhá. Đây. À con Sonat này. Các bác cứ nhìn đây, em cho các bác nhìn đây, bác gõ vào mà tìm. Con này 5AT nhá. AT là áp phe đấy. Có nghĩa là chịu được lực nước 50m đúng không? Thì em đoán là vậy, thì chị em chả biết, em thấy một số bác nói thế thì em nghe thấy thoang thoáng đấy. Rất là đẹp, chữ số học trò, con này cơ nhá, cơ tự động Sonat. Con này thì đeo sang trọng thanh niên, con này thì thanh niên đeo thì hợp lý. Nói chung là chả phải thanh niên, tầm 35 tuổi đổ ngược. Tay của em to, tay của em bé, con này thì hợp với những người to, tay to hơn một chút. Đây, cái size của nó đây. Size của nó là size 40, 40 41 đấy. Đấy. Còn Sonat gọi là Sonat. Những dòng này toàn là hàng từ nước ngoài về cho bác đấy, chứ không phải ở trong nước đâu ạ. Con này số thứ tự của em nó là số 121. Chứ còn các bác nhiều lúc những cái giá tiền này ở mình đây làm sao mua được những con kiểu này ấy. Số 121 giá 2 triệu 9, được chưa? 2 triệu 9. Để em quay cho bác. Máy cơ ạ, 2 triệu 9. Và cuối cùng con này thì là con Gucci. Con Gucci này thì còn vỏ. Con vỏ con hộp này. Con cả thẻ này. Được chưa? Nó còn có cả chốt này, còn cả hai chốt để thay này. Hai chốt của nó này. Đấy. Còn cái gì của các bác lấy làm ra làm gì? Riêng con Gucci bác nhé, con này nhé, đây, đấy là để em lau này, lau cái mặt đi, là mặt nó hơi bẩn, để cái mặt nó, xem nó là cái gì đây, băng dính, keo băng dính, đấy con Gucci bác nhé, cái con Gucci này có đính đá bốn góc này. 1, 2. Riêng hàng nước ngoài này không phải đính đá giả đâu bác nhé. Nhìn nha, 1, 2, 3, 4, 4 góc nhân 2 là 8 viên. 9, 10, 11, 12, 13, 14 viên nhé. Đây, các góc này đều là đính đá hết này. Mọi đính đá hết ạ. Được chưa? Em nó đính đá hết. Đây em quay thật chậm cho bác nhìn này. Chi tiết họ gia công nó không phải đơn giản đâu. Em Gucci này. Con này 5 kim nhé. À 6 kim. 6 kim luôn ạ. Được chưa? Quá đẹp luôn. Đây. Quay luôn về sau cho bác nhìn này. Gucci. Đấy. Bác đọc về mà check hãng. U0289L1. Được chưa? Con này dây da vẫn còn dùng bình thường. Gucci. Hãng Gucci này thì quá nổi tiếng. Ở nước ngoài Gucci mới đấy. D và G, D và G. Con này size 38, size 38. 38. Tay tầm như tay em đeo, hợp nhá. Size 38. Số thứ tự là số 122, giá 2 triệu 9. 2 triệu 9 đấy. Gucci. Bao cho các bác check thoải mái đi. 2 triệu 9 con này. Đấy. Ok chưa? Bác nào có nhu cầu thì liên hệ với em. Thẻ của nó vẫn đây. Thẻ Gucci rồi cái đồ của nó vẫn nằm để nguyên trong hộp này. Đấy. Gucci.
Rồi em chào các bác.